Mai ba là sao bà nội không nói vậy ba? Bà nội bệnh sao nói được. Bà nhớ sao bà nội không muốn giờ nha ba. Mai ba là sao bà nội không nói vậy ba? Bà nội bệnh sao nói được. Ba cỡ trong hôm nay là mình ở đây chăm sóc bà nội ba. Hai cha con mình nay về đây ở chăm sóc cho bà nội. Con về đây thăm mẹ hay có chuyện gì? Thì về thăm mẹ mà. Bé lâu nay lần nào cũng gọi điện về cho mẹ, nói là bận lắm, không có thăm mẹ được. Bữa nay con rảnh hả? Không phải rảnh nhưng mà cũng có chút chuyện. Chuyện gì thì nói đi. Con có làm ăn thua lỗ á, cho nên là con có vay ở bên ngoài ít. Cái gì mẹ không ấy, mẹ coi mẹ có mẹ nhín ra chút để mà giúp con trả cái số tiền đó đi. Lần này là lần bao nhiêu rồi con? Con làm ăn thua lỗ hả? Thiệt, lần này là làm ăn thiệt á. Bao nhiêu thứ đã theo con rồi mà đổ ra con biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng hứa với mẹ là con sẽ làm lại từ đầu, nhưng rồi vẫn bốn cũ soạn lại. Thì mẹ tin con được nữa không? Không có, mấy lần trước là như vậy, còn lần này là con làm ăn thiệt á, nhưng mà hả xui rủi thôi chứ không phải con muốn đâu. Thì lần này cũng chỉ còn có vậy thôi, mà chẳng còn cái gì để cho con nữa hết. Con biết câu trả lời của mẹ rồi. Giờ còn có cái nhà này nữa đó, mẹ biết con đang nhắm tới nó đó. Bán cái nhà này đi, mẹ ra chân cầu mẹ ở phải không? Nói gì mà nói quá. Cùng lắm thì con mướn cho mẹ cái nhà nhỏ nhỏ ở rồi một thời gian sau. Bao lâu với cái bệnh của mẹ, cái bệnh tim của mẹ? Bệnh hoạn thì chắc cũng không lâu. Nhưng mà thôi thì một thời gian sau con làm ăn được rồi con mua lại cho mẹ cái nhà khác. Mẹ chỉ còn có cái xác của mẹ với cái căn nhà này. Nếu muốn á, con cứ bán đi. Thì mẹ phải đưa giấy tờ mới bán chứ. Đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Nào muốn nhìn. Gì vậy? Rồi, đã tiêm rồi mà còn hay xúc động nữa. Nó xin tiền không mà cũng xúc động trời. Về xin tiền mà xong thành tốn tiền kêu cấp cứu luôn. Trời đất ơi trời. Mời ba phải cho mình uống thuốc cho ba. Cho rồi. Mời là sao còn nhiều quá vậy ba? Bộ mỗi ngày ông đếm thuốc hay sao mà ông biết vậy? Bữa nay chắc ba quên rồi. Hôm mai ba đủ. Thôi bây giờ cho mình uống đi ba. Uống thuốc là phải đúng giờ đúng giấc. Giờ uống cũng không có tác dụng gì đâu. Để mai ba nhớ ba cho bà nội uống sớm nha. Ba nhớ cho bà nội uống đúng giờ nha ba. Ok, nhớ rồi. Đem ra chỗ cũ giùm tôi đi. Bên nội ơi, ghé
chúc là bà nội mau khỏe. Bà nội ơi, cô nói chuyện cho bà nội nghe nè. Ngày xưa ngày xưa, ở một thành phố nhỏ bên bờ địa Trung Hải có bác họ. Bác à, bà có nghe gì đâu mà con đọc kia cho mất công vậy? Nghe người ta nói một chuyện cho bà nội nghe, bà nội sẽ mau hết bệnh. Nghe ai nói? Bác sĩ nói. Sao bác sĩ nào nói? Sao mà con nghe được bác sĩ nói? Nói chứ khỏi có bà nội. Thì con lấy điện thoại con gọi cho bác sĩ hả? Rồi điện thoại bà nội đâu rồi? Trời ơi trời, bác sĩ gì trời, tào lao vậy. Nó lấy cái điện thoại để xóa số luôn nè, để mốt khỏi gọi nữa trời. Rồi cái điện thoại đâu, điện thoại bà nội đâu Nan? Nan ở trên kệ hết đó con. Mẹ khỏe hồi nào vậy? Mẹ không có khỏe, nhưng mà mẹ biết hết. Mấy ngày vừa qua mẹ chỉ nằm để mà ngẫm nghĩ sự đời, để mà xem coi thằng con trai của mẹ nó sẽ đối xử với mẹ như thế nào. Mẹ cũng không ngờ nó cũng cố tình không cho mẹ uống thuốc để cho mẹ mau chết. Không được rồi, mẹ sẽ ra khỏi cuộc đời của con ngay từ bây giờ. Mẹ sẽ cho con tiền trả nợ với một điều kiện: đừng bao giờ về đây gặp mẹ. Đi đi. Rồi vậy thôi, mẹ nhớ chuyển khoản sớm sớm con nha. Nên về với ba con. Sao vậy? Con ở đây với bà nội nha. Ở đây với nội nha.